Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11, người dân Séc kỷ niệm ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ. Và nhân dịp này, Cộng hòa Séc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Séc kỷ niệm ngày 17 tháng 11 với nhiều sự kiện nhân dịp ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ và ngày sinh viên quốc tế. Israel tuyên bố phát hiện đường hầm Hamas ở bệnh viện lớn nhất Gaza. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương ở miền Trung khiến 5 người chết và nhiều người mất tích. Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11, người dân Séc kỷ niệm ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ. Ngày hôm nay cũng đồng thời là ngày sinh viên quốc tế. Trên toàn Séc đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm và các cuộc tuần hành. Ngày đấu tranh vì tự do và dân chủ và ngày sinh viên quốc tế được tổ chức tại Praha và nhiều các thành phố khác trên toàn Séc. Theo truyền thống, sự kiện kỷ niệm chính diễn ra trước tấm bia tưởng niệm ở Narodni Trida, Praha, nơi vào năm 1989, một nhóm sinh viên đã bị cảnh sát cộng sản đàn áp dữ dội. Cũng liên quan đến ngày lễ này, vào hôm qua, Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã đến Praha và được người đồng cấp Séc đón tiếp. Tổng thống Slovakia thường đến Praha một ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm cách mạng Nhung. Bà đã có bài phát biểu tại Praha sau khi đặt hoa tại tấm bia tưởng niệm ở Narodni Trida. Như những năm trước ở Praha, sự kiện diễn ra từ sáng đến tối, người dân tham gia vào các buổi tuần hành, đặt nến và hoa tại các bia tưởng niệm. Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại các quảng trường. Chính phủ Séc vừa tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga trên lãnh thổ Séc bằng cách đưa tên các công ty quản lý những tài sản này vào danh sách trừng phạt cấp quốc gia. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cho biết nước này sẽ cố gắng thúc đẩy để biện pháp này được phê duyệt ở cấp độ toàn EU. Quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Nga trở nên ngày càng căng thẳng hơn sau khi Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský công bố quyết định của chính phủ đưa một cái tên công ty của Nga vào danh sách trừng phạt của nước này với cáo buộc là công ty do Nga kiểm soát và chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Nga ở nước ngoài. Bộ trưởng Lipavský cho biết động thái này sẽ đảm bảo việc thu nhập của công ty sẽ không được sử dụng để tài trợ cho xung đột hiện nay ở Ukraine. Bộ trưởng Lipavský cho biết, công ty này kiểm soát và vận hành một lượng lớn tài sản của nước Nga, chủ yếu là bất động sản ở Praha và Karlovy Vary, và tạo ra thu nhập tài chính đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại, tài sản của công ty đã bị phong tỏa và các hoạt động thương mại của công ty đều là bất hợp pháp, cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Séc nhấn mạnh rằng các tòa nhà được Đại sứ quán Nga sử dụng cho mục đích ngoại giao sẽ không bị đưa vào danh sách trừng phạt vì chúng được bảo vệ quyền miễn trừ ngoại giao bao gồm 4 tòa nhà, trong đó có tòa nhà Đại sứ quán ở Praha và nơi ở của Đại sứ. Theo các biện pháp được áp đặt, các tài khoản ngân hàng của công ty này đã bị phong tỏa và tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga nằm trong danh sách trừng phạt cũng bị phong tỏa để không thể bán cho bên thứ ba. Các cá nhân và pháp nhân sống trong các cơ sở này sẽ phải trả tiền thuê, việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị cấm. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Séc, vào tuần tới, một đợt giao siro kháng sinh sẽ được đưa đến Cộng hòa Séc. Đợt giao hàng khác sẽ diễn ra vào tháng 12 và tháng 1 năm sau. Theo Bộ Y tế, hiện có đủ thuốc kháng sinh dạng viên và thuốc sẽ được tiếp tục cung cấp thường xuyên. Thứ trưởng Bộ Y tế Séc cho biết 18.000 hộp siro penicillin sẽ được giao đến Séc và được phân phối từ tuần sau. Lô hàng tiếp theo dự kiến sẽ được giao đến Séc trong vòng vài tuần tới, nhờ đó đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng quý mà không gặp vấn đề gì. Theo Thứ trưởng, một số loại thuốc điều trị trầm cảm và tâm thần hiện có thể được cung cấp với số lượng hạn chế hoặc bị thiếu. Một thành viên của Hiệp hội Y khoa Séc cho biết, Hiệp hội chuyên môn đã chuẩn bị các khuyến nghị cho các bác sĩ về những loại thuốc điều trị trầm cảm khác mà bệnh nhân nên chuyển sang sử dụng. Đồng thời, họ kêu gọi các bác sĩ nên cố gắng ít sử dụng các đơn thuốc lặp đi lặp lại để bệnh nhân không tích trữ thuốc. Trong những ngày gần đây, cảnh sát ở Đông Séc đã xử lý một vài người say xỉn ngồi sau tay lái, trong đó có trường hợp xảy ra tai nạn sau khi được cảnh sát yêu cầu dừng lại. Tại Hradec Králové, kể từ đầu năm nay, cảnh sát đã bắt giữ 1.400 tài xế say xỉn và 900 tài xế khác lái xe dưới ảnh hưởng của chất gây nghiện khác.
Theo phát hiện của cảnh sát, một người phụ nữ bị họ chặn lại ở Hradec Králové là người say xỉn nhất. Sau khi rượt đuổi vài trăm mét, người phụ nữ đã dừng lại nhưng vô tình lùi xe đâm vào xe cảnh sát. Kết quả kiểm tra hơi thở cho thấy người phụ nữ có nồng độ cồn là 3,2 phần nghìn trong hơi thở. Hiện người phụ nữ phải đối mặt với án tù 3 năm vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Ở gần Mladé Buki, cảnh sát cũng đã chặn một người đàn ông nước ngoài 42 tuổi, có nồng độ cồn 1,7 phần nghìn trong máu. Người này cũng đã mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Một người nước ngoài khác may mắn không xảy ra va chạm trên xa lộ D11, nhưng kiểm tra cho thấy người này lái xe với 2,8 phần nghìn nồng độ cồn trong cơ thể. Một người đàn ông 54 tuổi đến từ Pardubice cũng bị cảnh sát chặn lại vì đi trên đường một cách kỳ quái. Người đàn ông bước ra khỏi xe bằng chân trần và có nồng độ cồn 2 phần nghìn trong hơi thở. Cảnh sát đã tịch thu bằng lái xe của người đàn ông và cấm ông tiếp tục lái xe. Nhưng chỉ một giờ sau, người đàn ông lại bị bắt vì lái xe. Người đàn ông hiện phải đối mặt với 1 năm tù. Hôm nay là Ngày Thế giới vì trẻ sinh non. Nhưng từ tối hôm qua, các bệnh viện phụ sản tại Séc đã được bao phủ bởi một màu tím. Họ đã thu hút sự chú ý đến các phương pháp tiếp cận mới. Nhờ đó, các bà mẹ và trẻ bị sinh non có thể được ở bên nhau, cụ thể là thông qua một thiết bị mới và sử dụng phương pháp kangaroo đặt trẻ sinh non ở trên ngực mẹ. Trước đây, phòng sinh và phòng chăm sóc đặc biệt được đặt riêng biệt, nhưng hiện tại các chuyên gia y tế đã quản lý ở cùng một nơi. Vào tháng 9, cô Pavlina Zarobova đã chào đón đứa con trai Matvey của mình, nhưng bé bị sinh non và lúc đó còn chưa nặng đến 1 kg. Nhưng nhờ những tiến bộ công nghệ, cô có thể nhìn thấy con ở bệnh viện phụ sản Uapolinac và ở bên con ngay từ những giây phút đầu tiên. Cô Pavlina chia sẻ rằng, việc nhìn thấy em bé ngay sau khi chào đời và ôm đầu bé vuốt ve bé mang đến cho cô niềm hạnh phúc và niềm hy vọng lớn rằng mọi thứ sẽ ổn. Thiết bị mới có thể điều chỉnh nằm phía trên bụng người mẹ. Bác sĩ Teresa Lamberska tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đại học Tổng hợp cho biết, sau khi em bé được sinh ra, sẽ được đặt nằm phía trên bụng của mẹ và không nhất thiết phải cắt dây rốn. Bác sĩ Teresa cũng nói về phương pháp mới tại Đại hội Nedoklubka, nơi tập trung hàng trăm bác sĩ y tá từ khắp đất nước. Theo các bác sĩ, những giây phút đầu tiên quan trọng để thiết lập mối quan hệ giữa mẹ và con. Vấn đề mấu chốt là sự gần gũi của bố và mẹ và em bé sinh non để bố mẹ có mặt trong phòng bệnh thường xuyên nhất có thể và để họ tiếp xúc ra kể ra với em bé. Ngoài ra, theo khuyến nghị mới của Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết việc chăm sóc trẻ sơ sinh sinh non nên diễn ra thường xuyên trên ngực người mẹ. So với lồng ấp, điều này làm giảm căng thẳng, cải thiện sự phát triển và nuôi con bằng sữa mẹ của trẻ, đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và con. Các bác sĩ đã giới thiệu phương pháp này ngay cả đối với những trẻ chỉ nặng 700 gram, nhưng với điều kiện tình trạng của em bé ổn định và không cần máy thở. Điều này thành công trong việc giảm tỷ lệ nhiễm trùng, hạ thân nhiệt và trầm cảm sau sinh ở các bà mẹ. Tuy nhiên, ở một số bệnh viện của Séc, loại hình chăm sóc này vẫn chưa được tiến hành thực hiện. Cần đầu tư vào các phòng cho phép mẹ và trẻ sơ sinh nhập viện cùng nhau. Tại Séc có hơn 8.000 trẻ sinh non mỗi năm. Giật giữ đơn giản hơn cùng Bonux 3-1. Mua ít nhất 10 cút bột giật Bonux các loại. Khách hàng giữ hóa đơn và truy cập vào website tandafoods.eu/bonux để tham gia bốc thăm trúng thưởng. Giải nhất, 10 set bàn phím, tai nghe và chuột đến từ thương hiệu Razer. Giải phụ 10 hộp bột giặt bonus. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 tại chi nhánh Praha, Brno, Ustina, Taben và dịch vụ Tamda Express.eu. Thông tin chi tiết xin truy cập website tandafoods.eu/bonus. Quân đội Israel tuyên bố phát hiện một đường hầm của Hamas và một phương tiện chở đầy vũ khí tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Thông báo trên của người phát ngôn IDF Daniel Hagari được đưa ra khoảng 48 giờ sau khi IDF tiến hành một cuộc đột kích vào bệnh viện lớn nhất dải Gaza này. IDF cũng công bố các video và hình ảnh về đường hầm và vũ khí được cho là của Hamas ở bệnh viện Al-Shifa. IDF cho biết lực lượng này đã tìm thấy thi thể của bà Yehudit West, một người phụ nữ 65 tuổi bị Hamas bắt làm con tin gần Al-Shifa. Họ cũng cho biết thi thể đã được các giám định viên pháp y xác định và gia đình đã được thông báo. IDF trước đó cáo buộc Hamas che giấu bằng chứng cho thấy tổ chức này đã sử dụng bệnh viện Al-Shifa làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Israel nhiều lần đưa ra các cáo buộc trong những tuần gần đây khi quân đội Israel tiến sâu hơn vào Gaza. Lực lượng đặc nhiệm của Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa vào sáng sớm ngày 15 tháng 11 và tiếp tục rà soát khu vực phức hợp rộng lớn ở trung tâm thành phố Gaza hôm 16 tháng 11.
IDF cũng cho biết, sau khi khám xét một số tòa nhà của bệnh viện, binh sĩ Israel đã tìm thấy vũ khí cũng như vật liệu tình báo, công nghệ và thiết bị quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các thiết bị liên lạc, tất cả đều thuộc về Hamas. Trong khi đó, Hamas và các tổ chức y tế đã phủ nhận các cáo buộc bệnh viện Al-Shifa được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của Hamas. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết, quân đội Israel không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào trong bệnh viện. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 11 đã có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại San Francisco. Cuộc gặp ba bên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản diễn ra bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. Trọng tâm của cuộc gặp là nhằm thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn giữa Mỹ và hai đồng minh thân cận ở châu Á. Theo đó, ba nước sẽ kích hoạt việc trao đổi ở mọi cấp độ, cũng như khôi phục các cơ quan tham vấn giữa chính phủ các nước. Ngoài hợp tác về chính trị, quân sự, an ninh, ba nước cũng thúc đẩy hợp tác về kinh tế và văn hóa. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden cho biết, trong năm nay, Mỹ đã đầu tư khoảng 50 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ năng lượng sạch, hàng không và an ninh mạng. Dự kiến, sau cuộc gặp, ba nước sẽ công bố mạng lưới cung cấp chung các loại nhiên liệu trung hòa carbon. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung, nâng cấp quan hệ đối tác ba bên lên một tầm cao mới như một phản ứng trước những thách thức về an ninh và kinh tế đặt ra. Ba nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận trên trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại trại David, bang Maryland, Mỹ với tên gọi cam kết tham vấn giữa Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. EU sẽ gia hạn giấy phép sử dụng glyphosate thêm 10 năm, mặc dù các quốc gia thành viên không đồng ý về thành phần hoạt chất trong thuốc diệt cỏ Roundup của Bayer AG. Ngày 16 tháng 11, Ủy ban châu EC thông báo cho phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate tại khối này thêm 10 năm, qua đó phá vỡ bế tắc giữa các nước EU đang tranh cãi về độ an toàn khi sử dụng glyphosate. Glyphosate là một trong những loại thuốc diệt cỏ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng các ý kiến phản đối sử dụng sản phẩm này chỉ ra rằng glyphosate có thể gây ung thư cho con người và nguy cơ đối với đa dạng sinh học. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân loại glyphosate là chất có thể gây ung thư, làm dấy lên lo ngại về việc tiếp tục sử dụng sản phẩm này. Thời hạn hết phép sử dụng glyphosate tại EU là tháng 12, 2022, nhưng EU đã gia hạn đến ngày 15 tháng 12, 2023 để chờ đợi kết quả của một nghiên cứu khoa học về loại thuốc này. Trong thông báo mới, người phát ngôn của EC Eric Marmer cho biết, các quốc gia thành viên vẫn bất đồng nên EC quyết định gia hạn sử dụng glyphosate thêm 10 năm với một số điều kiện và hạn chế mới. Theo đó, cần đảm bảo các vùng đệm xung quanh các cánh đồng phun glyphosate và có thiết bị ngăn thuốc phun lan sang các khu vực khác. Bên cạnh đó, EC yêu cầu các nước EU đặc biệt chú ý đến những tác động đối với môi trường khi sử dụng thuốc diệt cỏ này. Phần Lan vừa công bố quyết định đóng cửa biên giới ở phía đông nước Nga. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn dòng người di cư tăng đột biến ở khu vực này. Phần Lan cho biết trong những tuần qua đã có hàng chục người xin tị nạn từ các quốc gia như Iraq, Yemen, Somalia và Syria đã tới nước này thông qua Nga, tăng gấp hàng chục lần so với con số trung bình là một người mỗi ngày vào đầu tháng 9. Giới chức Phần Lan cho biết người di cư thường tới biên giới giữa nước này với Nga bằng ô tô, sau đó đi sang Phần Lan bằng xe đạp nhằm lợi dụng thỏa thuận cho phép đi xe đạp qua biên giới giữa nước này với Nga để ứng phó với tình trạng này. Phần Lan đã quyết định đóng cửa khu vực biên giới phía đông. Chính phủ Phần Lan cho biết, sau khi các cửa khẩu ở phía đông bị đóng, những người xin tị nạn đến từ Nga sẽ chỉ được phép nộp đơn tại hai cửa khẩu biên giới phía bắc. Phía Nga đã bày tỏ sự tiếc nuối với quyết định trên. Dự kiến quyết định sẽ ảnh hưởng tới việc di chuyển của hơn 3.000 người đang qua lại cửa khẩu này mỗi ngày. Tuy nhiên, chính phủ Phần Lan cũng cho biết sẽ đảo ngược quyết định này ngay khi áp lực từ dòng người di cư giảm. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 16 tháng 11 tại tòa nhà văn phòng của một công ty than ở tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 6 giờ 50 sáng ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương tại một tòa nhà thuộc công ty công nghiệp than Yongyo tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ngọn lửa đã thiêu rụi tầng 2 của tòa 5 tầng nằm ở quận Lishi, thành phố Liaoyuan. Theo số liệu cập nhật mới nhất do Tân Hoa Xã cung cấp cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên 26 người.
hơn 60 người bị thương và được đưa đến bệnh viện. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm một phần của tòa nhà và nhanh chóng lan rộng, trong khi khói dày đặc không ngừng bốc lên từ khu vực xảy ra vụ cháy. Theo truyền thông địa phương, đến chiều cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế và các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trung Quốc là nước sản xuất than lớn trên thế giới, trong đó Sơn Tây là trung tâm sản xuất than hàng đầu của nước này. Du lịch Luân Đôn cùng với Lipton, hãy tận hưởng hương vị tuyệt vời của trà Lipton. Bạn có cơ hội trúng chuyến du lịch đến một trong những thành phố nổi tiếng nhất châu Âu. Khi mua 10 hộp trà Lipton, khách hàng giữ hóa đơn để tham gia bốc thăm trúng thưởng chuyến đi dành cho 2 người đến Luân Đôn. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 tại chi nhánh Tamda Foods Praha, Ústí nad Labem, Brno và dịch vụ Tamda Express. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập vào trang web tamdafoods.eu/Lipton. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và mưa lũ, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương ở miền Trung. Sáng ngày 16 tháng 11, đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ ngập lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đã đi kiểm tra các khu vực ngập sâu trên địa bàn thành phố Huế, khu vực Đại Nội, kiểm tra công tác vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch. Tính đến tối ngày 16 tháng 11, đã có 5 người chết và mất tích. Mưa lũ đã làm 12.906 nhà ngập, ở mức từ 0,2 đến 0,6 mét. Ngoài ra, 34 nhà bị hư hại và tốc mái, 122 hecta cây ăn quả và hoa màu, và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống, 1.100 con gia súc, gia cầm và 2 hecta nuôi trồng thủy sản. Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Quảng Ngãi đã gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Violac, khiến giao thông trên quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum bị chia cắt. Cùng với sạt lở đất đá trên quốc lộ 24 qua xã Ba Tiêu, mặt đường quốc lộ 24 khu vực giáp danh Quảng Ngãi và Kon Tum xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài. Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra và làm rõ vai trò của Quân khi chỉ đạo điều hành các đồng phạm thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng 10 kg ma túy ketamin vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Trị có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Quân về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Được biết, Quân từng vào tù với tội danh trộm cắp tài sản. Nhiều năm trở lại đây, Quân Idol, biệt danh của Quốc Quân, nổi lên như một hiện tượng nổi tiếng về độ giàu có và ăn chơi xa hoa. Quân và vợ sở hữu hai chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche mang biển số 74A199999 và 74A222222. Những người yêu văn hóa đang háo hức với thông tin Tháp Nước Hàng Đậu là phế tích bao năm sẽ biến thành một không gian nghệ thuật, mở cửa cho khách tham quan những ngày diễn ra lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 bắt đầu từ ngày 17 tháng 11. Tháp Nước Hàng Đậu, tên thường gọi là Bốt Hàng Đậu, nằm tại ngã 6, giao giữa các phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng. Có tuổi đời trên 130 năm, Bốt Hàng Đậu được coi là một di tích kiến trúc cổ của Hà Nội. Sau nhiều năm gần như không được sử dụng, tháp nước này đang được chỉnh trang và cải tạo, lần đầu tiên mở cửa cho khách tham quan từ ngày 17 tháng 11. Lấy cảm hứng từ lục thủy theo quan niệm Á Đông, trưng bày mang lại trải nghiệm không gian nghệ thuật mới lạ và sáng tạo với âm thanh và ánh sáng. Trưng bày trong Bốt Hàng Đậu này cũng nhằm giúp người dân có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ bên trong của một công trình kiến trúc đã bị ngủ quên từ nhiều thập kỷ. Khi mở cửa tham quan, theo dự kiến, du khách sẽ đi vào theo nhóm từ 20 đến 30 người. Bên cạnh vấn đề về sức tải, nhóm thiết kế cũng ưu tiên sự yên tĩnh để du khách có thể có những trải nghiệm trọn vẹn với không gian nghệ thuật bên trong Bốt. Tháp Nước Hàng Đậu hiện thuộc Sở Xây dựng Hà Nội mà trực tiếp là Tổng Công ty Nước Sạch Hà Nội quản lý. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có đề nghị quản lý công trình này để phối hợp tổ chức thành không gian văn hóa sáng tạo bền vững, chứ không chỉ mở cửa đến 31 tháng 12 rồi lại ngủ yên.
Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.